Dù đã mấy tiếng trôi qua, nhưng cái dư vị ngọt ngào của đêm qua vẫn còn vương vấn trong cơ thể của cả Phúc và Khải. Phúc cũng chẳng còn tha thiết gì với công việc đi nhặt ve chai nữa. Chào toàn thể quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Nỗi niềm hạnh phúc. Câu chuyện kể về cuộc đời của một người con gái tên là Nguyễn Thị Hạnh Phúc. Ấy, cái tên nó là như vậy, nhưng mà số phận thì nó lại trớ trêu, có thể nói là trái ngược hoàn toàn. Vậy thì diễn biến của câu chuyện như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với buổi đọc truyện ngày hôm nay để biết rõ các bạn nhé. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ. Cô gái có cái dáng người nhỏ nhắn, gầy nhom, cứ đang đi khắp ngõ ngách của con đường làng để nhặt những chai nhựa vỏ lon kia. Có tên những chai nhựa vỏ lon kia, có tên là Nguyễn Thị Hạnh Phúc. Đời cũng rõ là trớ trêu, cái tên với cái số phận nó chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Hay nói cho đúng thì hoàn toàn là dị biệt. Có lẽ cái tên Nguyễn Thị Bất Hạnh thì sẽ hợp với cô gái này hơn. Ở cái tuổi 20, cha mẹ mất từ khi mới lên 3 tuổi trong một vụ tai nạn mà đến giờ mỗi khi nghe lại từ lời kể của bà con chòm xóm thì Phúc vẫn cảm thấy rùng mình. Năm đó mùa màng thất thu, ở cái xóm nhỏ này, mọi người sống bám ruộng bám đồng như là máu thịt. Lúa gạo chính là cái thu nhập chính duy nhất. Ấy thế mà năm đó, trời không thương nên khi sắp đến kỳ thu hoạch thì lũ lụt lại ùa về những đám ruộng đang chờ ngày thu hoạch, cứ nổi trắng một màu nước. Màu trắng xóa ấy cũng như chiếc khăn tang khổng lồ bao trọn lên đời sống của dân làng An Thụy này. Bố của Phúc tên là ông Hội. Năm ấy bàn với vợ là bà Hòe đi lên núi ở vùng bên cạnh để đào một loại đá mà vẫn nghe người ta gọi với cái tên là đá ruby. Cô bé Phúc khi ấy mới hơn 2 tuổi đầu, đành phải ở nhà với bà ngoại để bố mẹ đi tìm miếng cơm manh áo. Ông bà nội của Phúc cũng mất đời, mất từ đời nào rồi. Thành thử ra bây giờ, nơi quê nhà này hoàn toàn trông chờ vào bà Nhã, là bà ngoại của Phúc, ngày tiễn con trai và con dâu ra đi. Bà Nhã nhìn đứa cháu mà cứ ứa nước mắt, nhưng với những cái lời đồn thổi của thiên hạ, thì bà cũng mong khổ tận sẽ có ngày cam lai. Nhưng sự đời thật sự trớ trêu. Tên cái tin sét đánh ngang tai, tin báo về bố mẹ Phúc đã mất trong một vụ sập hầm đá khi đang miệt mài tìm ảo mộng phù hoa. Kể từ đó, bà Nhã chỉ còn biết tận dụng chút sức lực cuối đời của mình để nuôi đứa cháu gái khôn lớn. Nhưng rồi, bà cũng đâu có thể ở mãi với con bé được. 2 tháng trước, bà đã bỏ nó mà ra đi mãi mãi. Do tuổi bà đã cao và sức của bà thì đã yếu. Ai rồi thì cũng phải về với đất trời thôi, không cưỡng lại được cái quy luật đó của tạo hóa. Tuy nhiên, với trường hợp của con bé Phúc này, thì đúng thật kể ra cũng là buốt ruột xót gan. Từ ngày bà ngoại mất đi, nó xuống tinh thần hẳn. Đã thế, một cánh tay thì bị cụt vì một cái sự cố năm đó lên 10. Nó bỏ học từ dạo ấy, cho nên bây giờ, khi mà đã 20 tuổi, thì không thân không thích, trình độ không có. Thế nên nó phải làm cái công việc lượm nhặt ve chai sắt vụn này. Hôm nay trời đã vào đông, vừa sáng mai mà giá buốt cứ hết cả tay chân. Ấy thế mà Phúc vẫn chỉ có một mình, một cái manh áo mỏng, còn không được lành lặn. Nó mang trên cái bao bố trên vai, nom đến là tội. Băng qua cánh đồng kia là về đến nhà rồi. Từ ngày bà ngoại mất đến nay, Phúc cũng chẳng muốn về lại căn nhà đó nữa. Mỗi khi đặt chân vào là cảm giác trống vắng, quạnh quẽ lại ùa về trong nó. Căn nhà hồi đầu năm kia được xây trong đợt xóa tranh che nứa lá. Chỉ có 2 gian thôi,
Nhưng nếu như bà Nhã mà còn tại thế, thì bà cháu cũng đủ sống hạnh phúc trong cái tổ ấm này. Cúc cứ rảo bước đi về. Khi qua cánh đồng thì người nó cứ run lên vì rét. Nhưng nó vẫn cố gắng bước cho đến khi về tới nhà. Vừa về đến khoảng sân nhỏ, thì như thường lệ, ông Lợi lại sang xem trưa nay nó có kiếm được nhiều không và ông sẽ giúp nó thu mua luôn. Ông Lợi năm nay đã ngoài 50 tuổi, nhưng trông ông còn khỏe khoắn lắm và lại cứ nhanh nhẹn ý. Ông làm rất nhiều nghề, thượng vàng hạ cám, không ngại một việc gì, miễn là kiếm được ra tiền. Ông thì chuyên thu mua lẻ ve chai rồi chở lên chợ huyện để nhập xỉ cho các mối lớn. Cái nghề này trông vậy thôi chứ cũng lãi dày lắm đấy. Người xưa hay nói là buôn ăn mày mà lãi quan viên. Ông chạy lại phụ giúp con bé, đỡ cái bao trên vai nó xuống. Ông động viên bằng một câu thân mật. Mới có chút buổi sớm mà cháu kiếm được nhiều thế này, chịu khó nha cháu, chú không mua rẻ cho mày đâu mà sợ. Phúc gật đầu. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Chú đã ăn cơm chưa ạ? Ông Lợi lấy sợi dây ni lông buộc túm cái miệng bao lại. Vừa buộc, ông vừa trả lời Phúc. Chưa cháu ạ, hôm nay cái thằng Lộc nó đi học chưa về. Chú đợi nó một lát nữa, chứ nhà có hai bố con, chả nhẽ lại dọn mâm bát hai lần. Ông Lợi đã quá vợ từ 14 năm nay. Từ khi cái thằng Lộc 54 tuổi, đến nay thì nó đã 18 tuổi rồi, đã là một cậu học sinh năm cuối của trường trung học phổ thông. Mà dùng từ quá có lẽ cũng không phải, vì vợ ông đâu có chết đâu. Bà ta bỏ ông để chạy theo nhân tình mãi ở trong miền Trung ấy. Ngày đầu được một thời gian thì cái gã nhân tình đó nó lại no sôi chán chè rồi bỏ ả mà đi, theo người đàn bà mới. Ả ta thì không dám quay về quê, nên đã phải ở lại đó rồi hành nghề buôn phấn bán hương sống qua ngày. Thực ra thì ông Lợi mua ve chai cho Phúc đi nhập cũng có được lời lãi cái gì đâu. Tại vì ông thương cho hoàn cảnh của nó nên mua với cái giá nó rất là tốt, cốt là để cho nó có tiền mà sống qua ngày thôi. Thôi thì cùng con người với nhau, ai sinh ra chẳng muốn mình hạnh phúc, trọn vẹn hơn. Âu cũng do định mệnh an bài, mình giúp được gì thì rồi người khác lại giúp lại mình mà thôi. Cái luật nhân quả này no là như vậy, ông cũng nghĩ vậy. Bên cạnh cái lý do là thương cảm cho số phận mồ côi của con bé, thì ông Lợi còn đồng cảm với nó về một chuyện nữa. Đó là con bé cũng là một đứa tật nguyền như thằng Lộc con trai ông. Khác với Phúc, Lộc thì tay hoàn toàn bình thường, nhưng chân bị tật không có bàn chân kể từ lúc lọt lòng cho đến bây giờ. Dù tật nguyền là thế, nhưng bằng cái ý chí sắt đá của mình, Lộc đến nay đã học xong cấp 3. Và ngày ngày vẫn tự mình đạp xe tới trường bằng bàn chân giả bên phải, chứ không phải nhờ cậy hay là phiền hà đến ai cả. Ông Lợi thương con lắm, càng thương bao nhiêu thì ông lại càng uất hận cái bà vợ lăng loàn ham sang phụ khó kia của mình bấy nhiêu. Có điều, ông cứ suy nghĩ một mình rồi lại thầm nghĩ. Bây giờ con trai mình nó tật nguyền thế này, không biết rồi có ai chịu lấy nó làm chồng hay không. Thời gian này, gái thiếu giai thừa, người ta nhà lầu xe sang cũng còn khó lấy vợ. Nói gì đến con của mình đây? Thế rồi, ông đã nghĩ ngay đến Phúc. Thân phận của nó mà lấy con mình thì hợp quá còn gì. Dù nó hơn thằng Lộc 2 tuổi, nhưng chẳng sao cả, miễn chúng yêu nhau thì có nề hà gì tuổi tác. Với lại dân gian chả thường hay bảo nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một là gì. Ý định như vậy, nhưng ông vẫn chưa xúc tiến, vì ông còn phải đợi vài tháng nữa để cho thằng Lộc tốt nghiệp xong cấp 3. Khi đó ông mới đề nghị với nó xem ý kiến nó thế nào. Tiễn ông Lợi ra về, rồi Phúc vào thắp hương tâm sự với bà một lúc. Phúc nấu một bát canh mùng tơi là xong, vì thức ăn hôm qua vẫn đang còn. Cơm thì mỗi buổi Phúc sẽ nấu cho cả ngày ăn luôn. Ăn uống xong xuôi,
Con bé không ngủ nghỉ gì cả, mà lại xách cái bao lên và đi luôn. Lúc đi ngang qua nhà ông Lợi, nó thấy cửa nhà ông đã im ỉm, chắc giờ này bố con ông còn ngủ. Chiều hôm nay có vẻ khá là thất thu, đi đến xế buổi mà cũng chẳng được là mấy. Cũng đúng thôi, hôm nào cũng nhặt vậy thì lấy đâu ra mà nhiều sắt vụn chai lọ đến thế cơ chứ. Phúc đặt cái bao xuống cạnh gốc cây đa ở đầu làng, rồi ngồi xuống đó nghỉ mệt một chút để chuẩn bị ra về. Từ phía xa, nó thấy có một đoàn học sinh đi về. Tiếng nói tiếng cười nghe huyên náo cả một vùng. Nhìn những tà áo trắng của những nữ sinh bay bay trong chiều gió, mà nó thấy đời mình sao mà thua thiệt đến vậy. Cái tháng năm đẹp nhất của một đời người là được đến trường đi học, thì nó lại không được trọn vẹn. Nghĩ đến đó, nước mắt cứ rưng rưng. Bất ngờ, một giọng nói xen ngang làm nó giật mình quay lưng về thực tại. Chị Phúc ơi! Thì ra, người gọi nó là thằng Lộc, là con trai của ông Lợi đấy. Phía sau xe, nó đèo một cậu bạn nữa, chắc là bạn cùng lớp thì phải. Nhưng nhìn lực lưỡng và to cao hơn Lộc rất nhiều. Thấy Phúc ngồi đó nên Lộc cũng dừng hẳn xe lại mà bắt chuyện. Vì hai chị em cũng không còn lạ gì nhau nữa. Là người cùng làng, hơn nữa ngày nào mà Phúc chẳng sang đó. Khi thì bán ve chai, khi thì lại sang để lấy tiền. Bây giờ Phúc mới để ý kỹ, hình như cậu bạn này của Lộc cũng bị tật ở chân thì phải. Nhưng mà khác Lộc bên phải, còn cậu kia thì bị bên trái. Lộc bảo Phúc đưa ve chai Lộc mang về luôn cho. Không để Phúc đắn đo, Lộc đã cầm lấy rồi đưa cho thằng Khải. Cầm và hai đứa chào Phúc rồi ra về. Phúc cười mỉm mãi không nói. Ít ra thì số mình bất hạnh, nhưng cũng còn một chút may mắn là được sinh ra trong cái làng quê giàu tình người này. Dù không giàu có, nhưng người ta đối đãi với nhau bằng cả cái tình. Phúc lùi gót quay trở về nhà. Nhưng vừa về đến nhà thì cũng là lúc ông Lợi đánh xe sang. Thấy lạ nên Phúc hỏi. Chú Lợi, có chuyện gì thế chú? Ông Lợi lại niềm nở đáp. À, cũng không có gì đâu cháu. Chú sang mời cháu chiều nay nhân thể, có bạn thằng Lộc nó về chơi. Cháu qua nhà dùng cơm với bố con chú bữa cơm nhé. Xong rồi chú sẽ thanh toán tiền mấy hôm nay cho cháu luôn một thể. Thoạt đầu, Phúc cũng hơi e ngại, vì tự dưng khi không sang nhà họ ăn cơm thì phiền lắm. Nhưng vì ông Lợi mời quá thịnh tình, nên Phúc đành miễn cưỡng gật đầu. Ông Lợi ra về, để cho Phúc chuẩn bị xong xuôi sẽ sang sau. Thực ra thì ông quen đi xe máy thôi, chứ nhà cách nhau cũng chỉ một quãng ngắn. Chỉnh chu quần áo xong, chải sơ sơ mái tóc rồi buộc lên cao cho gọn. Xong xuôi Phúc mới bắt đầu xuất phát sang nhà ông Lợi. Người ta cứ thắc mắc là có một bên tay thì làm sao mà búi được mái tóc khéo đến thế. Nhưng đó là tất cả những cái gì mà người ta cần phải thích nghi với cuộc sống mà thôi. Cũng giống như là khi ta đói thì cái đầu tiên ta tìm là để ăn, còn khi ta khát thì ta phải tìm cái đồ uống. Phúc sang đến nơi thì ba người đã ngồi sẵn ở chiếu quay quanh mâm cơm đợi Phúc. Nhà buôn bán sắt vụn có khác, nó cứ bừa bộn ra, đầu đầu cũng thấy hộp giấy, chai lọ, đồ dùng hư hỏng. Vừa thấy Phúc xuất hiện, ông Lợi đã vội vàng mời. Ngồi xuống đây cháu, có gì đâu mà phải ngại. Phúc nở một nụ cười thay cho câu trả lời, rồi cũng từ tốn ngồi xuống. Hai cặp mắt của Khải và Lộc lúc này không rời khỏi Phúc, cứ quan sát từng động tác dù là nhỏ nhất của người chị hơn chúng 2 tuổi. Bình thường hàng ngày đã quá quen với cô nàng Phúc trong bộ dáng quần áo nhếch nhác, tay chân lúc nào cũng lem luốc vì cứ phải bươi móc rác thải. Hôm nay mới có dịp chiêm ngưỡng cái nét đẹp mộc mạc thực thụ của cô chị 20 mùa xuân này. Hai gò má cứ trắng mịn, cái bờ môi thì đỏ như có người tô son. Ấn tượng nhất có lẽ là cái mái tóc búi cao, lộ ra cái khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu.
Cả hai thằng cứ trộm nghĩ, nếu như chị không có một chút khuyết điểm ở tay, thì có lẽ đi thi hoa hậu, không quán quân, thì ít nhất cũng phải được á quân. Phúc dường như nhận ra hai cậu em đang nhìn mình, nên cô cũng ngại. Đưa ánh mắt nhìn lại, bấy giờ Khải và Lộc mới trở về thực tại của bữa cơm. Sức vóc thanh niên có khác, ăn cứ như hộ pháp ấy. Báo Hải Phúc ngồi cạnh nồi cơm bới mệt cả tay. Lúc đầu ông Lợi cũng biết ý là tay Phúc như vậy, nhưng Phúc nói việc này chỉ là việc nhỏ, sống chung với cuộc sống này đã quen rồi nên không khó khăn hay bất tiện gì. Ông Lợi thấy thế thì lại càng mến Phúc hơn, và ông đã bắt đầu nghĩ đến cái ngày con bé về nhà mình làm dâu để cùng con trai mình xây dựng hạnh phúc. Sau bữa cơm, Khải bê mâm bát ra phía sàn nước, tiện tay nó rửa luôn, rồi truyền sang chậu nước bên cạnh để Phúc tráng lại một lần nữa. Hai chị em ngồi nói chuyện với nhau, thằng Khải nói rất là tự nhiên ấy. Chị Phúc có người yêu chưa ạ? Phúc ngừng lại đôi giây, tim cô cứ như bị hàng nghìn mũi kim nó đâm vào khi nghe đến chữ yêu. Sao cuộc đời này lại bất công thế hả? Nếu hôm nay thằng Khải không đột ngột hỏi về việc này, có lẽ từ nay đến khi Phúc về với đất cũng chẳng biết trong từ điển tiếng Việt có cái từ yêu. Phúc cứ thấy im lặng, Khải lại động viên nói tiếp. Chị Phúc đẹp gái như thế này, khối anh nguyện chết đi chứ lị. Em nói thật đấy ạ. Thằng này ăn nói khéo quá, tự nhiên trong lòng Phúc thấy vui. Nó cười với Khải. Lần đầu tiên trong cuộc đời, người con gái nói đến cái chuyện muôn thuở này. Gió cứ đưa mùi hương tóc của Phúc xộc vào mũi của Khải. Mùi bồ kết, mùi hoa bưởi quyến rũ vô cùng. Khải buông cái bát đang rửa rửa xuống chậu nước, rồi liều lĩnh nắm lấy tay của Phúc. Khải phải nói thật, không thì không biết còn cơ hội hay không. Chị, cho em cơ hội được tìm hiểu chị nhé. Em say chị mất rồi. Cái nắm tay ấy sao mà nó lại ma lực mạnh đến thế. Phúc thấy như người mình có luồng điện nào nó vừa chạy qua vậy. Đôi tay dù vừa ngâm trong nước, nhưng sao cái ấm nó lại tràn vào đến tận cả con tim. Phúc bối rối vì không gian và thời gian nó cắt cớ này. Khải thì vẫn hối thúc. Được không chị? Chị gật đầu đi nhá. Lời hối thúc ấy làm Phúc hú luống cuống thế nào mà cuối cùng lại ừ lên một tiếng. Mặt Phúc cứ đỏ ửng lên, rồi chạy một mạch về nhà luôn vì thẹn. Sau đó Khải cũng xin phép ông Lợi ra về. Nó nói là ngày mai nhà có dỗ. Nói thế thôi chứ thực ra dỗ chạp cái gì đâu. Chiếc xe đạp ấy nó cứ bon bon thẳng tiến vào tận sân nhà của cô người yêu vừa mới tỏ tình thành công ấy. Khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt, mùi hương làn tóc, tất cả những thứ đó làm Khải không thể nán lại thời đây thêm một giây nào nữa. Mà cũng may cho nó thật, nó cứ đi lòng vòng vì đoán là nhà Phúc cũng gần. Ai ngờ đi một đoạn thì thấy Phúc đang đứng ở đầu ngõ, thế là nó lao thẳng vào sân luôn. Phúc cũng ngỡ ngàng đấy, nhưng cũng không thể phủ nhận là một niềm vui khó tả khi thấy điều đó. Và rồi hai đứa cứ như là đôi chim quấn quýt lấy nhau từ vạn kiếp. Đúng là tình yêu là một thứ gì đó khó nói bằng văn bản lắm. Nó có thể khiến tâm trạng, tâm lý, trạng thái, rồi tất tần tật mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Có ai ngờ cô gái nghèo khổ quê mùa như Phúc cũng được nói những cái câu nũng nịu dễ thương như thế chứ. Phúc đi một mạch vào gian phòng tắm, buông tóc ra để gội đầu. Dù đặc thù công việc là tiếp xúc với môi trường bụi bẩn, nhưng mà Phúc là con người rất sạch sẽ, ngày nào cũng tắm gội đàng hoàng, mùa đông cũng như mùa hè. Ấm nước vừa đun trên bếp còn bốc khói hôi hổi, nó đổ vào chậu đã bỏ sẵn trong đó mấy bông hoa và mấy cái trái bồ kết. Thói quen gội đầu bằng những thứ này có từ khi còn nhỏ, cũng là do bà ngoại dạy lại cho Phúc. Thấy Phúc cứ bơ vơ một mình như vậy, Khải cũng hơi khó xử. Cậu ngồi xuống rồi nói.
để anh gội đầu cho em nhé. Phúc lại nói. Ai cho gọi người ta bằng em cơ chứ? Hừ lắm, đánh đòn đấy. Chắc ai đã từng yêu thì đều biết. Để nhận được những câu đại loại như thế, thì từ phía con gái chắc chắn họ phải có tình cảm đặc biệt với mình. Khải vui như mở hội, dội từng gáo nước lên mái tóc suôn mượt của Phúc, mà trái tim cứ xốn sang hồi hộp đến lạ. Một lát sau, Khải dắt Phúc lại phía giường, lấy cái khăn tay to bản màu cháo lòng rồi lau tóc cho Phúc, bất ngờ hỏi Phúc. Thế sao lại yêu người ta? Người ta què quặt lại xấu xí, có gì hay mà yêu cơ chứ? Khải không kiềm được lòng. Ngay sau câu nói ấy của Phúc, cậu ôm chầm lấy cô nhân tình vào lòng, rồi thơm lên cái mái tóc còn ướt và lần xuống tai nói nhỏ. Vì anh yêu em, anh yêu thế thôi, đừng có hỏi nhiều. Phúc có nghe Khải nói gì đâu, vì cái hương vị đàn ông, nhất là cái thằng đàn ông mới lớn nó còn nguyên tem nguyên mác, lôi cuốn lắm. Tay Phúc cứ run lên, dù có một tay mà thao tác nó lại khá nhanh, và dù có hơi bụng về một chút, nhưng đây là lần đầu tiên của cả hai mà. Khải không tin vào mắt mình khi thấy rõ những giọt hương huyền của Phúc. Không ngờ mình lại có cái may mắn như thế này. Phúc thì quên đi mọi cái đau khổ, mệt mỏi của đời sống thường ngày. Lúc này đây, con suối 20 năm nay mới có người khám phá, cho nên nó được thông mạch, dòng suối nó cứ mượt mà. Bây giờ mà có chương trình ca nhạc theo yêu cầu thì Phúc sẽ chọn ngay cái bài hát Quê Em Mùa Nước Lũ. Còn Khải sẽ không ngại ngần để ngụ cái bài Hò Kéo Pháo cho hợp tình hợp cảnh. Đêm đó, Phúc nhất định không cho Khải về mà cứ níu nó ở lại. Có lẽ là cái cô đơn, cái trống vắng đã lâu rồi, bây giờ được hưởng chút niềm vui đầu đời, cho nên không muốn cái cuộc vui nó lại kết thúc nhanh, mà cứ muốn nó kéo dài mãi, dài, dài vô tận ý. Thằng Khải cũng sẵn sàng ngay thôi, vì ngựa non thì háu đá mà. 18 năm nay, đến người yêu còn chưa nói đến gì gần gũi con gái. Hôm nay đá cái trận khai mạc này, nước chủ nhà mạnh thế thì đội khách cũng phải hết mình để cố gắng đoạt cúp, chứ không ra cũng cầm hòa, chứ làm sao mà để thua được. Đến giữa đêm, khi đang chuẩn bị phút cuối của cái hiệp thi đấu thứ ba, thì chiếc giường bỗng nhiên rào rạo rồi sập ầm một cái. Nhưng cái sự cố ấy không thể ngăn được cái lòng kiên trì, dũng mãnh của hai chiến binh đang về đích. Về đến đích thì trời lúc này đã gần 2 giờ sáng. Cả hai ôm nhau ngủ một giấc cho đến tận trưa ngày hôm sau, sáng sau mới thức dậy. Dù đã mấy tiếng trôi qua, nhưng cái dư vị ngọt ngào của đêm qua vẫn còn vương vấn trong cơ thể của cả Phúc và Khải. Phúc cũng chẳng còn tha thiết gì với công việc đi nhặt ve chai nữa. Thôi thì nghỉ một buổi chắc cũng chẳng sao. Có được cái sự trải nghiệm với tình đầu như thế này, phải nghỉ cả tháng để ăn mừng mới đúng chứ. Cuộc đời cứ ngỡ như không bao giờ dám mộng mơ đến điều xa vời ấy. Ai ngờ lại ngoài cả mong đợi. Khải cứ lết những bước đi nhọc nhằn từ trong nhà ra ngoài hiên, không dám ra thẳng sân vì sợ có ai nhìn thấy. Thật sự thì cái lưng nó đau như muốn gãy. Không ngờ hậu quả của cái việc lao động quá sức nó lại ghê gớm như thế. Nhưng không sao, có lao động thì mới có niềm vui, có hạnh phúc chứ. Cái cuộc tình kín đáo ấy cứ thế duy trì cho đến ngày Lộc và Khải thì tốt nghiệp thì mới có chuyện xảy ra. Lúc đó, Phúc mừng khấp khởi với lời hứa của Khải là sau khi tốt nghiệp xong sẽ tổ chức đám cưới. Ông Lợi thì quá ngây ngô khi cứ ấp ủ cái mục tiêu là gán ghép tác hợp cho con trai mình và cái Phúc đến với nhau ngay khi mà kỳ thi trung học phổ thông của thằng Lộc khép lại. Một buổi chiều giữa mùa hè nắng nóng của tháng 6, còn Phúc nó cứ lê những bước chân có cái phần mệt nhọc sang nhà ông Lợi. Suốt một tuần nay, con bé đâu có lượm nhặt được ve chai gì. Người nó cứ èo uột
uể oải đi không nổi. Nguyên nhân làm sao thì chắc chỉ mình nó mới biết được mà thôi. Lúc Phúc sang đến nơi, ông Lợi niềm nở chạy ra, đón vào như một người khách quý của gia đình. Lộc ngồi trên cái bàn nhỏ đang đối chiếu đề thi với đáp án được công bố trên mạng. Vừa thấy Phúc sang, Lộc cũng ngừng tay chạy ra tiếp chuyện. Đã năm hôm nay, Khải không đến với Phúc. Chính vì nguyên nhân đó mà hôm nay Phúc phải thân chinh sang đây để thử hỏi dò Lộc xem cậu ấy có biết được cái gì hay không. Dò hỏi Lộc thì Phúc cũng mới biết. Khải học hành kém cỏi, đã sớm cùng với gia đình vào Gia Lai. Nghe dứt câu, Phúc bật khóc rồi đau đớn chạy một mạch về nhà, không kịp chào ai cả. Lúc này, cái nơi cổ họng của cô nó cứ nghẹn ứ lại. Chào ôi, Phúc cứ như sụp đổ. Những lời hứa hào, hẹn thề, ngon ngọt giờ này đã tan thành mây khói, để lại nơi đây bơ vơ một người phụ nữ tật nguyền. Thân cô thế cô, và đặc biệt là trong bụng lại còn mang cái giọt máu của Khải nữa chứ. Có ngờ đâu rằng giấc mộng chưa tàn mà đành xa cách hỡi anh. Giờ đây biết phải làm thế nào? Bản thân mình thì tàn phế, gia cảnh thì cô độc, bây giờ lại mang thêm cái mác chửa hoang nữa, thì không biết phải chui vào cái hang nào để sống được đây. Sau một giấc ngủ dài đằng đẵng, Phúc tỉnh dậy khi trời đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Suốt một đêm qua, Phúc đã nghĩ kỹ rồi. Nhất định mình phải tiếp tục sống cho tốt. Xã hội chỉ khen ngợi những người biết vượt lên trên nghịch cảnh mà tiếp tục, chứ không ai tán dương những kẻ ủy mị rồi chùn trí cả. Đầu tiên Phúc nghĩ đến là phải đi nấu ăn, bởi vì ăn uống mới giúp mình có lại được cái tinh thần. Kế hoạch thì Phúc cũng đã có rồi, bây giờ chỉ có từng bước mà triển khai mà thôi. Cả đêm hôm qua Phúc cứ đắn đo lên xuống, cuối cùng vẫn phải quyết định xúc tiến cái mục tiêu mà mình đã vạch ra. Ông Lợi sẽ là nhân vật chính trong vai diễn này. Chỉ có ông mới giúp được nó để qua khỏi cái giai đoạn khó khăn mà thôi. Trưa đó, lúc Phúc vừa ăn xong bát cơm, đang lòng vòng trước sân để cho dễ tiêu hóa, thì thấy ông Lợi đánh xe sang. Vẫn cái câu hỏi